Xin chào cả nhà. Hôm nay là sáng thứ tư, ngày 24 tháng 6 năm 2020. Thì mình soạn cái lô bông trang lá trung cho anh Đức Hòa ở của anh Lê Chí Đạt chứ. Tại tên Zalo của anh là Đức Hòa. Anh Lê Chí Đạt ở An Giang. Anh đặt gồm là 150 cây bông, là gồm 50 cây trang lá trung màu vàng, 50 cây trang lá trung màu đỏ, 50 cây bông trang lá trung màu đỏ, 50 cây trang Mỹ Hồng. Lô bên đây là tổng cộng đơn hàng của anh Lê Chí Đạt ở An Giang là 150 cây. Sẽ giao cho anh 50 cây Mỹ Hồng này. Lô Mỹ Hồng này còn bao nhiêu đây nữa là hết rồi các bạn ơi. Mỹ Hồng rất là hút. Có một cái bông mới vừa tàn. Lô bông này cũng chưa ra hoa, tại vì mình chưa có làm hoa. Bông này tàn rồi. Mình cầm một chậu lên cho các bạn xem. Đây. Đây là cái bưu hàng của anh Đạt. Cái bưu hàng của anh Đạt ở anh ở An Giang. Đây. Anh Lê Chí Đạt ở Châu Phú, An Giang. 150 cây nha các bạn. Bên đây là cái lô màu đỏ lúc nãy mình có quay rồi. Rồi mình quay cái video ngắn giới thiệu cái lô hàng giao cho anh Đạt ở An Giang. Rồi mình cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video ngắn này của mình. Chúc các bạn ngày mới làm việc vui vẻ, sức khỏe. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ kênh YouTube của mình, kênh chuyên bán bông trang. Chào các bạn và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Bye bye.